Này. Hả? Bà ra đây làm gì đấy? Tôi không được ra đây à? Thế sao nhìn thấy tôi lại phải tránh? Tôi có tránh đâu. Chỉ là để ông ở đây một mình cho đỡ phiền. Mặt tôi đáng ghét lắm à? Không phải đáng ghét. Chỉ là tự nhiên tôi với ông mà đứng đây với nhau buồn cười lắm. Chị đây. Chị Thanh à? Chị Thanh ơi, chị có gặp thằng Lợi không ạ? Có, đang đứng ở Thủy Đình này. À, sao chị lại ở đây với nó ạ? Ai biết tự nhiên tao gặp. Thế chị cho em gặp nó một tí nhá. Em có chuyện muốn nói với nó. Ờ. Này. Không nghe đâu. Thằng Bảo nó gọi đấy. Kệ nó. Không nghe đâu. Dỗi hay sao ấy. Mặt sưng vù ấy. Ai dỗi cái gì? Anh ơi, dừng xe đi. Dừng xe. Sao đấy? Sao đấy? Em khó chịu ở đâu à? Anh ơi, em sợ. Sao? Sợ cái gì? Lần đầu tiên em nhìn thấy tai nạn, người ta chết ở ngay trước mắt em. Em sợ quá. Em phải gọi cho anh liền đấy. Thôi được rồi, anh đưa em về đây rồi còn gì nữa. Thôi này, nín đi. Bảo nín cơ mà.